Sư sư trong số các loài động vật thì có thể nói chó là loài gần gũi nhất đối với con người. Một số đặc điểm nổi bật của loài chó thì nhiều người cũng biết rồi, con không nhắc tới nữa. Theo kinh nghiệm cá nhân của con thì chó còn có thể nhìn thấy một số điều mà gia chủ của nó không biết trước. Chẳng hạn nó có thể nhìn ra được ai có ý đồ xấu khi bước chân vào nhà nó hoặc chẳng hạn nó cực kỳ ghét và hay sủa những người làm nghề đồ tể về những hành vi tạo nghiệp những đặc tính lối sống nào mà chúng sanh phải đầu thai làm loài chó ờ... có một số cái vấn đề ví dụ như quý vị biết đó, là chó đó, cấu tạo lỗ mũi của nó đó, nó thính hơn loài người gấp rất là nhiều lần gấp cả trăm cả ngàn lần cho nên thí dụ như những cái người mà làm nghề đồ tể đó tại quý vị không để ý chứ cái cái mùi tanh của họ đó cái mùi máu mùi tanh của họ rất là nồng à, ví dụ như những cái người nuôi heo thì cái người họ kiểu gì cũng có nghe mùi heo à những người đồ tể đó thì người của họ nghe mùi máu quý vị chưa bao giờ mà nếu mà ai đó mà tự tay mà giết mổ đó thì sẽ biết là sau mỗi một buổi giết mổ như vậy đó mình giết mổ con gì thì mình sẽ ám mùi con đó chắc chắn giết mổ heo người ám mùi heo giết mổ uh, cá người ám mùi cá uh, mặc dù là trực tiếp hay gián tiếp chỉ cần ở gần đó thôi là có ám mùi cho nên cái chuyện mà dù cho mình có tắm rửa đi chăng nữa đó nó cũng không bay được hết mà nếu như nó có bay á, thì chẳng qua là cái mùi cái mũi của loài người đó ngửi không thấy thôi chứ còn mũi những cái loài mà có thính giác nó mạnh á, thì nó ngửi thấy là chuyện bình thường cho nên cái chuyện mà um, nó nó sủa những người làm nghề đồ tể cái đó, đó chuyện bình thường ha tại vì cái mùi máu của họ nó rất là nồng à, còn quý vị hỏi mà tại sao á, những cái nghiệp gì mà tái sinh làm loài chó thì um, nó có một số việc như thế này thứ nhất ấy, là khi chúng ta có cái sự yêu thích và dính mắc đến những cái liên quan đến loài chó ví dụ như uh, mình thấy uh, những cái con chó mà được nuôi sung sướng mình ưa thích mình hâm mộ đó cái hâm mộ ở đây không có nghĩa là quý vị hâm mộ là quý vị mình sẽ trở thành một con chó nhưng mà mình thí dụ như mình đang đói mà mình thấy mấy con chó bạch trê mình ăn toàn ăn biết tết không thì mình thấy nó sướng quá hâm mộ cái sự sướng của nó hoặc là mình thấy những con chó ở trong những cái gia đình giàu sang được phục vụ mình hâm mộ cái sự phục vụ đó chính những cái đó có thể gây cái nghiệp Uh, làm cho mình uh, tái sanh làm người chó bởi vì mình có cái sự vướng mắc đối với nó có sự hâm mộ đối với nó dựa vào đâu mà sư uh, nói cái uh, cái điều này đó là trong chú giải pháp cú đó có hai vợ chồng có nói về trường hợp hai vợ chồng thì uh, hai vợ chồng này trốn một cái uh, nạn uh, Dịch bệnh và đói kém sau khi băng qua sa mạc ấy, thì rất là đói và hai vợ chồng gặp được một cái nhà phú hộ họ bố thí cho đồ ăn bà vợ đó đã thấy chồng đói quá thành ra là bả nhường luôn phần ăn của mình cho chồng anh chồng mà anh ăn nhưng mà khi anh ăn như vậy đó anh ngó thấy con chó con chó nhà giàu quý vị biết rồi thấy nó ăn ngon quá thành ra ảnh cũng có cái ý hâm mộ kiểu như ở à, ơi con chó mình ăn cũng sướng hơn mình đấy cái kiểu như vậy và ngày hôm đó do ảnh ăn đói đói nhiều ngày mà ăn liền một cái bữa thiệt là no đó thành ra tối hôm đó ảnh bầu thực và ảnh chết và khi ảnh chết như vậy đó ảnh tái sanh vào bụng của con chó con chó trong chính, chính căn nhà đó nha À, và đương nhiên là đã tái sanh vào bụng của con chó thì sanh ra sẽ làm loài chó. Nói như vậy để quý vị thấy là mình à, khi mà mình có những cái sự hâm mộ đối với loài chó thì mình có thể gieo cái nghiệp tái sanh làm loài chó. À, rồi cũng có những trường hợp như mình có những cái tài sản nào đó mà mình muốn cất giữ, mình muốn bảo vệ tới hồi mình chết á, mình không có buông được. Ví dụ như tôi có nhà mà tôi không có muốn bỏ. À, tôi có tiền mà tôi không có muốn tôi không có nở buông, Khi chết nó không có nở buông. À, hoặc là tôi có uh, tài sản nào đó mà tôi chưa kịp trăn trối. Thì những cái đó, đó nó cũng có thể làm cho cái nghiệp mình tái sanh làm loài chó. Cái trường hợp này ở trong kinh uh... nhớ coi như là trung bộ Có kể về một uh, trường hợp đó Là một người uh, Gia chủ Khi sống uh, Rất là giàu Và thường Cái tính rất là keo kiệt Thường hay căng dặn con uh, uh, Là cái gì uh, uh, Không 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 phải uh, Không phải uh, trung bộ mà là trường bộ căn dặn con ấy, là tài sản nhờ uh, tích cớp cho nên nó mới giàu cho nên uh, con ráng con tích cớp tài sản con đừng có uh, bỏ uh, đừng có xài tiêu xài hoang phí và ổng uh, có chôn một cái số lượng tài sản rất là lớn chôn hũ vàng rất là lớn nhưng mà khi ổng chết do chết um, bất ngờ quá không có kịp trăn chối mà ổng có cái lòng luyến tiếc đối với cái hũ uh, vàng cho nên là ổng tái sanh làm loại chó trong chín căn, căn nhà đó và con chó đó, đó thường bảo vệ cái nó, nó ngủ ngay cái chỗ cái hũ vàng và nó bảo vệ cái chỗ đó ừ. rồi thành ra là mình cũng tránh cái trường hợp đó rồi cái trường hợp thứ ba đó là gì mình có cái người mà mình luyến ái thí dụ như mình thương vợ mình thương chồng mình thương con quý vị thấy con chó nó thường nó 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 quấn quýt mình ghê lắm ừ tới hồi mà chết á không có nở buông không có nở buông thì cũng có thể tái sanh làm loài chó trong chính căn nhà đó à, trường hợp này đó là nói về một trường hợp ở miến điện đó là anh anh chồng á anh chồng á anh rất là thương vợ nhưng mà bà vợ đó bà ngoại tình với em chồng và bà giết chồng sau khi giết chồng rồi đó thì uh, lấy em vợ uh, lấy em chồng thì anh chồng anh không khi mà anh chết anh không biết chuyện đó tới lúc chết anh cũng không biết chuyện đó thì ảnh do ảnh còn thương bà vợ đó cho nên ảnh tái sanh làm loài chó và con chó đó, um, quấn quýt theo bà vợ và bà vợ đi đâu đó, con chó nó cũng chạy theo mà khi mà con chó nó chạy theo nó quấn như vậy đó người ta chọc người ta ghẹo và khi người ta ghẹo như vậy đó cô vợ cổ bực mình bực mình con chó và cổ uh, làm thịt con chó, rồi con chó do nó vẫn còn quấn quýt uh, đối với bà vợ, cho nên sau khi chết uh, nó tái sanh làm cái con bò, uh, vô trong bụng con bò ở trong cũng ở trong nhà đó, rồi khi mà con bò uh, cái nó đẻ ra con bò con, thì con bò con cũng quấn quýt con, uh, bà vợ, rồi bà vợ đi đâu con bò con nó cũng ráng nó chạy theo cho bằng được thì người ta cũng chọc và chính bởi vì như vậy bà vợ bà bực mình và bà cũng giết luôn con bò và cho đến lần này à, do con bò nó vẫn còn cái cái lòng luyến ái với bà vợ đó. thành ra là nó tái sanh vô chính vô bụng đứa con của bà vợ và đứa con đó là đứa con của bà vợ với cô em chồng à, với cái anh em chồng và khi mà đẻ ra đó do cái phước nhiều đời cho nên đứa nhỏ uh, có trí nhớ tiền kiếp và nó nhớ lại những cái kiếp trước ba kiếp trước ba kiếp nó bị chết trên tay của cái người phụ nữ này cho nên hễ mà bà vợ bà mẹ đó lúc bây giờ trở thành bà mẹ này bà mẹ mà đụng vô là nó khóc nó khóc ré lên và nó nhất quyết là nó không có không có gần và người nhà thì hỏi uh, lúc đầu nó còn nhỏ quá thì không ai không có ai không ai nghĩ gì nhưng mà tới hôm nó lớn nó biết biết nói người ta vẫn người ta thấy làm lạ là nó vẫn cứ cái thái độ đối với mẹ nó như vậy và ông bà của nó đó ông ông bà nội đó hỏi thì nó mới kể nó mới kể là hồi xưa con là con của bà nội là vợ của bà của bà mẹ con bây giờ là như vậy đó con bị bả giết rồi con tái sanh làm loại chó thì cũng bị bả giết rồi bây giờ con ta, tới khổ con tái sanh làm loại bò con cũng bị bả giết thành ra bây giờ là cái này là cái người đã giết con ba kiếp rồi thành ra con không cách nào mà. Con, con con sợ cho nên là con sợ Uh, và gia đình mới ông bà nội mới khuyên mà thôi bây giờ nếu mà con đã có cái con có cái căn tánh tốt như vậy thôi con đi tu đi con đi tu và vì này tên là xuất gia ở miếng là một vị rất là nổi tiếng ở miếng à, cho nên là cái câu chuyện nó vẫn còn truyền lại cho đến bây giờ cho nên À, khi mà mình luyến ái một uh, ai đó Thì cũng có thể tá sanh làm loài chó ở gần người đó Nhưng mà sư nhắc một cái nha Cái việc tá sanh làm loài chó đã vốn dĩ là một cảnh giới xa đọa nha Và do cái nhân là do nhân tham ái ừ. Cho nên đó không phải là một cái gì mà nó hay ho Để mà mình hâm mộ, để mà mình mong muốn được như vậy ừ. Không có nên À, lại thêm một vấn đề nữa đó là gì như sư nói sư thường đưa ra một cái ví dụ khi mà mình ăn cơm thiêu á mình sẽ bị đau bụng nhưng không có nghĩa là cứ mỗi một lần mình đau bụng thì mình sẽ bị đều là do ăn cơm thiêu bởi vì không chỉ đơn giản là cơm thiêu mà cháo thiêu bún thiêu hủ tiếu thiêu, thịt thiêu rồi cái này cái khi ôi thiêu thì vẫn đau bụng như thường và không nhất thiết cứ phải ăn đồ thiêu mới đau bụng mà mình có thể là bị người ta quánh cũng đau bụng như thường à, rồi mình uống uống nhầm thuốc sổ mình vẫn đau bụng như thường rồi mình bị tắt ruột mình vẫn đau bụng như thường tức là cái triệu chứng đau bụng nó không đơn giản chỉ bởi vì ăn cơm thiêu mặc dù đúng, ăn cơm thiêu là bị đau bụng cho nên ấy sư kể những cái trường hợp mà những cái chúng sanh như vậy tái sanh làm loài chó thì không có nghĩa là tất cả các trường hợp như vậy đều phải tái sanh làm loài chó nha ví dụ như một người hâm mộ con chó thì tái sanh làm loài chó nhưng không có nghĩa là tất cả những người hâm mộ chó đều phải tái sanh làm loài chó và À, những những con khi những cái chúng sanh mà tái sanh làm loài chó đó do rất là nhiều cái nghiệp khác nhau mà những cái trường hợp sư kể chỉ là ba trường hợp um, ví dụ thôi chứ nó không phải là toàn bộ nha nhưng mà cái trường hợp này là chắc chắn nè trường hợp này là chắc chắn nè à, đó là trong kinh ý có nói là có một người uh, khi mà thấy một con chó nó chết á, thì có ánh sáng nó bay lên người này nghĩ là cho nên người này có một cái tà kiến á, là mình khi mình sống giống như con chó thì mình sẽ tác làm loài chó cho nên vị này người này đó đi đứng như con chó tức là bò đó rồi uh, phát ra âm thanh như con chó ăn uống như loài chó, sinh hoạt như loài chó. Với cái mong muốn là như vậy thì sẽ tái sanh làm à, lên cõi trời. Thì Đức Phật nói với một người mà sinh hoạt cái cách sinh hoạt như loài chó thì khi thân hoại mạng chung họ sẽ tái sanh làm loài chó. Nha, cho nên nếu bây giờ mình muốn như con chó thì mình cứ sống như con chó là mình sẽ tái sinh làm con chó đấy cho nên nói nó kỳ nha ờ, một số uh, một số trường hợp á người ta thích đóng giả làm loài chó đừng có bác sĩ nói cụ thể ra nha à uh, thì cái đó là coi chừng là mình gieo cái nghiệp mình sẽ làm loài chó đấy rồi um, tuy nhiên Đức Phật nó là nếu như mà một người có tà khí nghĩ rằng khi làm như vậy uh, sẽ được sanh lên cõi trời đó thì thay vì trước khi mà tái sanh làm loài chó họ sẽ phải đi địa ngục trước tức là họ đi địa ngục nha họ sẽ đi, họ nếu như mình chỉ sống À, mình lâu lâu mình giả dạng như con chó, ừ, mình cư xử như loài chó thì mình gây cái nghiệp sẽ tái sinh làm loài chó. Nhưng nếu như mình có cái tà kiến là khi mình cư xử như vậy đó, thì mình sẽ lên cõi trời đó, thì trước khi mình tái sanh làm loài chó, mình sẽ đi địa ngục trước. Rồi sau khi mãn kiếp địa ngục, mãn kiếp địa ngục, thì trong kiếp mà làm thú thì mình sẽ được làm loài chó. Ừ chứ cho nên người ta nó có cái câu là cái gì ta à, làm người thì khó chứ làm chó thì dễ thì đương nhiên cái câu đó vốn dĩ là cái câu chửi à, nhưng mà mình cũng có thể hiểu đó. muốn nếu như mà thật sự có ai đó muốn làm chó thì cũng không quá khó ừ. làm người nó mới khó chứ làm chó nó không khó ừ.